Cá đang ăn nha mấy bạn. Lên cá đầu tiên luôn nha mấy bạn. Nước này là nước đang ương nha. Rồi không biết con cá gì đây, thấy nặng lắm nha mọi người. Không biết con cá gì luôn. Lên cá lau kiến rồi mọi người ơi. Đen thui thù lùi luôn. Rồi Hugo, Hugo tàu ngầm nha. Đây con tàu ngầm đây, dính bụng nha mọi người. Dính bụng mới chạy ghê lắm. Con tai đang ăn nha mọi người. Nó nó. Rồi. Dính này nha mọi người. Rồi. Cá mày dinh nha mọi người. À, không không, cá rô phi nha mọi người. Cá rô phi này cũng nhỏ nha mọi người. Ba ngón à. Cá đang ăn nha mọi người. Chỉ cần câu tay đó đó rồi dính này nha mọi người. À, nước chảy mạnh nên kéo cũng căng lắm. À, hỏng lên mặt nước luôn rồi đó. Này cá mày dính nha mọi người. Con câu mái đang ăn nha mọi người. Đó, nó nhịp nhịp đó. Rồi lên cá nha mọi người. Không biết con cá gì đây. Cá này cũng nhỏ nha mọi người. Nhỏ nhưng mà cũng chạy ghê lắm. Cá rảnh nha mọi người. Ông chú đang câu cá thì thấy con chó lội qua sông. Nó lội nửa đường, nó lội hết nổi luôn rồi. Ông chú đang dìu nó vô bờ nha mọi người. Ông chú này hay câu ở đầu cầu của La Thanh Hội nha mọi người. Đó. Con chó đang lội vô bờ nè. Chú bơi hai tay luôn. Chó nhiều nên không chịu vô bờ. Chú đẩy nó và đây là kết quả của bữa câu ngày hôm nay nha mấy bạn. À, được khoảng 1 ký cá nha, chủ yếu là cá mè dinh với cá dảnh là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem nha.